6, chuỗi bài tập nâng cao chuyên đề tăng cường sức mạnh tay vai. 1. Từ tư thế trái đối, hai tay cầu nguyện trước ngực. 2. Vươn hai tay lên cao, kéo dài cuộc sống. 3. Gặp người về phía trước, hai tay đặt cạnh hai chân, tư thế con cò. 4. Thẳng hai tay, vươn dài cuộc sống, vươn dài cằm. 5. Chuồn nhẹ hai gối, hạ bụng chạm đùi. 6. Siết cơ bụng để nhảy hoặc bước hai chân về sau, chuyển về tư thế Chaturanga. 7. Mở rộng lồng ngực, kéo dài cột sống, gối không chạm thảm, tư thế chó ngửa mặt. 8. Đẩy đỉnh hông lên cao, kéo dài các đốt sống, tư thế chó úp mặt. 9. Bước chân phải lên giữa hai tay, lưng thẳng cột sống và hai tay vươn cao, tư thế chín binh một. 10. Bước hai chân về sau, chuyển về Chaturanga. 11. Chó ngửa mặt. 12. Chó úp mặt. 13. Chuồn nhẹ hai khuỷu tay, đẩy cơ thể về phía trước để đặt đầu gối phải trên cánh tay phải. 14. Ấn mạnh hai tay xuống sàn, siết cơ bụng, lưng thẳng, chân trái lên, vươn dài cằm. 15. Trở về tư thế chó úp mặt, thư giãn thả lỏng cơ thể. 16. Lưng căng hông và đẩy thẳng chân trái với gót chân hướng lên, đặt gối phải lên khuỷu tay phải. 17. Ấn mạnh hai tay xuống sàn, siết cơ bụng và lưng thẳng chân trái. 18. Trở về tư thế chó úp mặt, thư giãn. 19. Thực hiện tương tự với bên còn lại từ bước 8 đến bước 18. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người cho xin một lượt đăng ký, một lượt like, chia sẻ kênh. Thank you very much.